gian. Trời tối rồi sao em không vô cho con nó ngủ? Mẹ em ngồi ngắm mấy bộ đồ mới hoài vậy em? Thì đồ đẹp tôi mới ngắm, nhưng khi tôi đẹp ra đường mới có người ngắm chứ. Hôm nay anh nói gì lạ vậy? Anh không hiểu em, ý em muốn gì? Anh không hiểu ý em muốn nói gì vậy? Tôi muốn rời bỏ căn nhà này, rời bỏ căn nhà dốt nát này. Anh hiểu chưa? Dạ, em nói sao? Căn nhà dốt nát này nghèo khổ lắm phải không em? Phải. Em là người vợ mà anh hết dạ cho những tương ứng bao năm
dời mây đổ ấy ân hôn sao giờ theo em mấy bài anh luôn hết dạ chung tình sao như lần nào quên từng xưa con thơ thiếu trong mẹ hiền trong đêm dài không kêu mẹ đời nóng lửa
rồi.